Vâng, chào mừng quý vị và các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Evusi ô tô, chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khu khoằm, chuyên các dòng xe tốn xăng, giá rẻ, gầm cao, máy khỏe. Hôm nay thì em lại mang về cho các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, tên tư nhân, biển Hà Nội, thủ đô 29L9569, một mẫu xe động cơ V6 chạy cực kỳ êm lành, gầm cao. Nhìn thế này thôi tưởng là 1-200 gì đấy, nhưng mà em bán giá nó chỉ có 59 triệu đồng. Rẻ như những chiếc Matiz, Spark. Và con này là em đang bán giá là chưa có dọn dẹp, sơn xe tỉa tót gì cả. Xe thì còn ngon, gầm mẹ chắc chắn. Về là các bác gần như là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì. Nội thất ghế còn đẹp, xe thì còn cứng, máy số ngon, lái nhẹ nhàng bằng dầu. Và con này thì có màn hình đầy đủ, điều hòa mát lạnh. Tất cả các chức năng của xe hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Và đây là một mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ dành cho những ai mà hay đi công trình, công trường. Tuy nhiên em này hơi tốn xăng một tí, nên là các bác nào mà đi thì các bác cũng phải chắc chắn trước cho em một điều, đó là không sợ tốn xăng. Vâng, gầm cao này thôi, mức tiêu thụ khoảng tầm 12 đến 13 lít trên 100 cây là một mức tiêu thụ đối với mọi người thì nghe có vẻ là nhiều tốn xăng. Nhưng mà so với một con Moling i10 thì Moling cũng rơi vào tầm khoảng 6 lít rồi, 7 lít rồi. Thế thì bằng một ăn đôi thôi. Vâng, nhưng mình đang so sánh một chiếc xe gầm cao, không để so sánh ăn xăng với tốn xăng so với một chiếc xe nhỏ như là Moling Spark được. Và đây là một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Mỹ, được thiết kế rất là đẹp, nhiều người yêu, nhiều người mê. Kiểu dáng trẻ trung, mạnh mẽ, thể thao và lại số tự động. Máy con này là V6 3.0, số tự động nên là đi thì rất là mượt mà và khỏe luôn. Đặc biệt là đây là một chiếc xe bản XLT dẫn động 2 cầu, bản full, nên là các bác đi những cái dòng như thế này thì cực kỳ sướng luôn nhá. Màu sơn xanh bên ngoài, nội thất màu kem sáng, rất là đẹp, sạch sẽ. Cái này thì về là các bác xì tút xì tát lại cho em. Giá 59 triệu đồng, em bán mộc, bao giờ chuẩn chỉ cho bác là giao giấy tờ đàng hoàng, không tranh chấp nhá, xe chuẩn chỉ tên tư nhân. Và chiếc xe này thì cũng đã chạy được 31 vạn rồi, không phải taxi dịch vụ nhưng mà tính ra là 20 năm rồi. Người ta cũng đã chạy được rất nhiều km rồi. Nhưng mà phải nói là những cái dòng này nó vô cùng bền bỉ và các bác về là chỉ có việc là thay dầu, thay mỡ, đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải làm cái gì cả. Xe thì đăng kiểm đến tháng 7 năm 2024, cầu số hoạt động hoàn toàn bình thường, xe thì còn ngon và mới đăng kiểm xong nên các bác yên tâm nhá. Dàn lốp Bridgestone còn tầm khoảng 80%, la răng đúc 5 chấu, khỏe khoắn, nhìn chắc chắn. Và với cái form như thế này thì cũng là một cái form rất là đáng yêu. Nên các bác mua những cái chiếc xe này về, các bác kể cả là đi dã ngoại, đi chơi, hoặc là đi cà phê, cà pháo, hay là các bác đi đường trường cũng rất là hợp lý luôn. Các bác ở vùng sâu, vùng xa đi con này cũng được, vì đây là một cái dòng xe nó khỏe, không sợ hỏng vặt giữa đường. Và cái dòng này thì nhiều bác đã đi rồi thì chưa bao giờ làm ai thất vọng nhá. Vâng, và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá rất là hợp lý, 59 triệu đồng cho chiếc xe này. Nên là bác nào yêu thì điện thoại ngay, nhanh tay gặp ngay em Vũ Duy với số điện thoại 0869158926. Xe đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Và các bác nhìn đây này, đấy, đồng hồ hiển thị 31 vạn rưỡi nhá, xe chuẩn chỉ, mặt vô lăng còn nguyên. Cái này là túi khí đã mở cái này ra xem, đây, còn nguyên này, túi khí gấp vẫn còn nguyên này. Ở trong vẫn còn nguyên túi khí, nghĩa rằng là xe là không có đâm va tai nạn nguyên bản. Đấy, thế là các bác yên tâm nhá, về chất thì không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Mặt ca lăng của xe thì đẹp, logo Ford thì hơi mờ theo thời gian. Đấy, ca lăng của nó còn nguyên như thế này, lan cản còn nguyên. Và xe biển 29L9569, biển thủ đô Hà Nội, tên tư nhân các bác nhá. Cản trước sơn xi sạch sẽ rồi, đồng sơn nhựa cản đẹp. Đèn thì hơi mờ theo thời gian. Đấy, cái này thì là theo form rồi, không thể tránh khỏi. Nhưng mà với cái form này thì nhiều người yêu, nhiều người mê luôn. Và xe thì cực kỳ chắc chắn luôn nhá các bác nhá. Chất xe này cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, dòng này thì không bền, không biết hỏng là gì. Đấy, đèn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đèn rất là chắc và tôn vỏ cabo khỏi bàn. Đấy, em này thì được cái vậy. Kính của xe này, kính này, kính từ Nam Elated. Đấy, Lippon Pen nhá. Và em này thì đăng kiểm còn dài, sơn gì đồng sơn ok. Đấy, tôn vỏ này rất dày luôn. Và dàn lốp thì không cần phải nghĩ ngợi, 80% cho một dàn lốp Bridgestone. Đấy, dàn lốp chuyên dành cho những dòng xe gầm cao, la răng 16, lốp 245 70, con này là lốp 245 70 các bác nhá. Và la răng thì 5 chấu đúc, nhìn rất là phê pha. Được cái tôn sườn thì căng. Đấy, và toàn bộ sườn tôn đây, có mỗi những cái chỗ nhựa này các bác ơi. Cái nhựa này là bác chủ bác cái đổi màu. Đây là màu gốc của nó, còn đây là màu đã được sơn lại. Thì cái màu xám này nó nhìn nó khỏe hơn. Còn nếu để màu gốc lại được, còn không các bác cứ để nguyên màu xám nhìn cho nó phê. Vâng, cái này không vấn đề gì, không ảnh hưởng đến pháp lý giấy tờ hồ sơ.
Đấy, keo chỉ thì zin cho các bác các bạn nhá. Keo chỉ là zin, đảm bảo cho bác chất. Tapi sạch sẽ, kính điện 4 cánh là hoạt động hoàn toàn ok. Mở cửa lên, úi giời. Em mở điện lên này. Đấy, mở khóa điện lên, kính điện lên xuống là bình thường, hoạt động ok nhá. Vâng, kính điện là hoạt động 4 cánh là hoạt động hoàn toàn bình thường, không hề lỗi lầm. Nhiều bác bảo tiền này sợ là xe nó có lỗi gì không, thì đây người ta đã chạy được 30 mấy vạn rồi. Và xe là tên tư nhân, không có taxi dịch vụ. Và con này nói thật, ai mà làm taxi dịch vụ chắc là tự tử với đột quỵ hết luôn. Đấy, xe thì còn ngon. Đấy, nội thất ghế da nó còn đẹp. Ghế da này, còn căng luôn nhá. Chắc chắn là ghế da làm lại rồi, không phải là ghế zin rồi. Đấy, nhưng mà còn ngon như thế này đây. Hai hàng ghế của xe, 5 chỗ ngồi của xe, ghế da không sờn rách, còn ngon nguyên. Và bên này mặt vô lăng của xe còn nguyên bản. Đấy, mặt vô lăng nguyên bản, túi khí an toàn thì còn nguyên. Cái này đã kiểm tra rồi nhá, trong này túi khí còn nguyên luôn. Còi bấm to, mặt táp lô sạch sẽ. Và xe thì đúng là với cái tầm tiền này thì em khẳng định các bác là không có đối thủ về giá luôn. Chỉ có 59 triệu đồng, nên là bác nào mà nhanh tay thì điện thoại ngay nhá. Xe vẫn đang còn, thời điểm em đang quay video, hôm nay là ngày mùng, vâng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024. Đấy, em đang quay video và xe thì vẫn còn. Các bác nào điện thoại thì điện thoại ngay nhá, đừng chần chừ, không đến lúc em bán rồi lại bảo là em thế này thế nọ. Vâng, mình có sao bán vậy và duyên thì đến tới. Đấy, xe thì chuẩn chỉ, hồ sơ đang cài chỗ kia kìa. Tí nữa em cho các bác xem. Đấy, chuẩn chỉ luôn nhá. Đây là một mẫu xe gầm cao 2 cầu, ếch kép khỏe khoắn chắc chắn. Một mẫu xe anh em cứ hay gọi là ếch ộp. Vâng, một mẫu xe còn chạy rất là phê pha, gầm cao đi cực kỳ sướng luôn. Và các bác để ý cho em phần gầm đây này. Đây, phần gầm đây này. Đấy, gầm xe này nó còn sáng và đẹp như này, không hề mục mọt tí nào. Đấy, em này thì vừa mới về xong, em có dọn dẹp gì đâu, để nguyên mộc luôn nhá. Và đặc biệt là máy êm thì thầm, lốp thì còn dày như này. Đấy, lốp dày, la răng căng. Đấy, đèn đóm hậu sau này nhìn căng nét luôn, không hề lỗi lầm tí nào. Cửa kính còn nguyên nhá, cửa kính này là của xe nguyên zin nguyên bản này. Và cốp mở đằng sau, cái này thì nó đang bị lỗi, cái này em tí nữa em sẽ xử lý sau. Đấy, nó đang lỗi thì tí xử lý sau, mở cánh cửa ra. Đây các bác nhìn trà sàn bên trong này, còn đẹp như này. Cái này là chưa có kịp xử lý dọn dẹp gì đâu nhá. Đấy, cổ vô này, anh em nhìn này, cổ vô đây. Và gầm đây. Đấy, xe thì đã được đăng kiểm và vừa mới đăng kiểm mới xong, nên là anh em không phải nghĩ ngợi. Cầu sau đầy đủ luôn nhá. Đấy, cầu sau đầy đủ cho anh em. Và cầu trước này, anh em nhìn này. Đấy, gầm cầu trước, đấy, ok luôn. Đấy, chất xe thì còn nét căng và không hề có lỗi nhá. Còn về phần lốp thì 4 quả thì ok rồi, không chê được một câu nào đối với chiếc xe này. Và giá tiền thì em này em bán được cái giá chỉ có 59 triệu đồng cho một chiếc xe Mỹ số tự động, máy V6 3.0, ăn xăng khoảng tầm 12 đến 13 lít trên 100 cây. Đấy, nhiều anh em cứ tiếc tí tiền xăng, nhưng mà yên tâm, mình đi xe to thì phải tốn xăng, chứ còn cũng như người to mà ăn ít thì em nghĩ là chắc không làm được cái gì. Đấy, người to là phải ăn khỏe. Đấy, người khổng lồ thì ăn gấp vài lần người bình thường. Anh em nhìn này, đấy, bản lề nó còn đẹp như này, sơn xi sạch sẽ này. À, đến phần giấy tờ cho anh em xem. Đấy, giấy tờ rơi xuống rồi. Chìa khóa hai cái nhá, một cái ở đây và một cái ở bên vô lăng. Giấy tờ hồ sơ đây, tên tư nhân chính chủ đây. Giấy đăng ký còn nguyên và đăng kiểm mới tinh, 31 tháng 7 năm 2024, hạn còn nguyên nhá. Và em này là một chiếc xe Ford Escape đến từ thương hiệu của Mỹ. Anh em có thể nhìn trần đây này, nó đẹp như này, anh em biết là trần nó nhìn là nét như này mà. Đấy, trần cực nét luôn nhá. Và xe thì đúng là chẳng chê được cái gì. Với cái tầm tiền này thì đây là một mẫu xe vô cùng rẻ, vô cùng hợp lý cho anh em. Con này anh em chỉ về việc đi thôi, không phải làm gì đâu. Máy êm thì thầm luôn. Đây, em sẽ nổ máy cho anh em này. Nổ máy cho anh em để anh em cùng nghe nhá. Ui giời. Đấy, anh em thấy chưa? Vòng tua xuống ngay. Và con này thì thực sự là máy rất là êm và tua thì thấp, không hề lỗi lầm. Màn hình đầy đủ, có Vietmap này, có YouTube này, có nhiều chức năng. Ok. Và xe thì còn cứng cáp luôn. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng xem khoang máy nhá. Với động cơ máy của chiếc xe là V6 3.0 thì đây là một chiếc xe tốn xăng, nhưng bù lại anh em có một chiếc xe đi nó sướng. Em còn đang hình dung là không biết là mở cái cabo kiểu gì đây. Rồi, đã mở ra. Đấy, anh em nhìn nhá, khoang máy của chiếc xe. Động cơ máy của em này đang là động cơ máy V6 3.0. Đấy, máy đen xì, đã rửa dọn sạch sẽ và anh em chỉ việc đi thôi.
máy tua rất thấp nha, vòng tua chạy thấp này và không có hơi thừa hơi khói. À, cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn nhá, không hề có hơi thừa hơi khói luôn. Máy cực êm luôn. Và xe thì còn rất là nét, nên là anh em yên tâm. Đã check trước các thứ đàng hoàng hết rồi. Và anh em không phải nghĩ ngợi, không phải sợ lo lắng là xe nó lỗi làm gì hay không. Đấy, mở tua này. Đấy, anh em thấy chưa? Máy lổ lên, kéo ga cái này lên ok luôn. Đấy, mặt bên này. Đấy, 2001 cho một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Tai đèn còn nguyên cả. Đấy, đầu răng còn nét căng. Và xe thì không có lỗi lầm, đảm bảo cho anh em chất không cần phải bàn cãi. Đấy, anh em nào mà yêu nhá, anh em nào mà thích nhá, thì mời anh em qua cửa hàng xem ngay, trực tiếp ngay. Một chiếc xe ngon như thế này, máy êm, không hơi thừa hơi khói, xe còn chất, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng điều hòa ok, hoạt động bình thường, không hề lỗi lầm. Đấy, xe như thế này mà không mua nữa còn mua cái gì. Và đây là một chiếc xe mà giá quá hợp lý luôn, 59 triệu đồng, rẻ ngang bằng một chiếc Mastiff hoặc là Spark. Vâng, nhưng mà anh em đã có một chiếc xe gầm cao, đi khỏe khoắn và chất thể thao, số tự động cho anh em nhá. Ok, anh em nào mà không tin thì đừng giật mình, điện thoại ngay, chat video trực tiếp hoặc là em gửi video cho, giao xe tận nhà. Đương nhiên là anh em sẽ phải chịu thêm chi phí vận chuyển rồi. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ hợp lý tại Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Con này nhá, anh em đừng có đùa với chất lượng của nó. Đây, anh em nhìn này, lái nhẹ nhàng, không hề có tiếng kịch nhá. Đấy, trợ lái rất là nhẹ nhàng, êm ái luôn. Đấy, xe đẹp nhưng mà chất thì còn ngon hơn. Đấy, đây là anh em nào mà thích thì điện thoại ngay. Cảm ơn anh em và xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.